Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mazda 2 Sedan, chiếc xe phân khúc cỡ B nhập khẩu tại Thái Lan của bên phía Mazda mà trong video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2024, đâu đó tuần cuối cùng của tháng rồi quý chị các bạn ạ. Video này dịp cuối tháng, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý chị các bạn những chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này có sự tăng cường mới nhất, giảm trực tiếp về tiền mặt dành cho từng phiên bản của Mazda 2 Sedan. Có phiên bản có sự điều chỉnh về mức giá niêm yết, đâu đó hạ lên tới gần 30 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Một chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan thì sắp tới nó sẽ không ảnh hưởng về chính sách thuế anh chị nhá. Cho nên là nhiều khách hàng mà có kế hoạch đã lựa chọn, đã ưng về chiếc xe này hoàn toàn có thể chốt tại thời điểm này đi đăng ký ngay và luôn. Và đặc biệt đâu đó cũng khoảng tầm 10 ngày nữa thôi là bước sang cái tháng Ngâu, hay còn gọi là cái tháng 7 âm lịch. Thì như mọi năm là mình thấy khách hàng không có thích giao dịch hay là đăng ký đăng kiểm lấy xe trong cái tháng này. Vậy thì mình nghĩ rằng thời điểm dịp cuối tháng 7 theo lịch dương này, khoảng tầm 10 ngày nữa, nếu như mà ưng về Mazda 2 rồi hoàn toàn có thể chốt về cái chiếc xe này với cái mức giá tại thời điểm này, mình nghĩ cũng rất đáng để mọi người quan tâm. Cụ thể chi tiết như sau mình cập nhật luôn. Đầu tiên, Mazda 2 Sedan là một chiếc xe sẽ phân phối với 3 sự lựa chọn dành cho anh chị, cả 3 đều là số tự động, bao gồm bản AT thường, bản AT Luxury và AT Premium. Cả 3 phiên bản này nó đều sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước, và Mazda 2 sử dụng hộp số tự động 6 cấp số anh chị nhá. Ưu điểm của chiếc xe này là gì? Đó là một cái chiếc xe với nền tảng khung gầm phân khúc cỡ B đi cực kỳ là chắc chắn quý các bạn ạ. Và ngoài ra nữa, đây là một cái mẫu xe rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và ngoài ra nữa, có những cái phiên bản tầm tiền tầm giá ngang với cả i10 hay là chiếc xe Toyota Wigo thôi quý các bạn ạ. Vậy thì chi tiết cụ thể từng phiên bản như nào, dịp cuối tháng 7 trước khi sang Âu, mình xin phép cập nhật luôn như sau. Đầu tiên là Mazda 2 AT 1.5 Premium. Đây là phiên bản đầy đủ option nhất, phiên bản đắt tiền nhất hiện tại đang phân phối của Mazda 2. Phiên bản mà thời điểm trước mình nhớ mức giá niêm yết của nó là 534 triệu đồng. Nhưng mà sau một thời gian bẵng đi một cái, bây giờ niêm yết mới của nó nhá, có 508 triệu đồng thôi anh chị ạ. Đâu đó cũng hạ là 26 triệu đồng so với thời điểm trước. Và tại đại lý dịp cuối tháng 7 theo lịch dương này lại linh động giảm thêm về tiền mặt nữa. Nếu bây giờ đăng ký luôn ở tỉnh ra biển sẽ là 555 triệu, ở Hà Nội là 586 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 576 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 555, ở Hà Nội là 586 và thành phố Hồ Chí Minh là 576 anh chị ạ. Đó là phiên bản đắt tiền nhất của Mazda 2 Sedan 1.5 AT Premium. Nếu như mà chúng ta lấy bản này mà mua trả góp thì đâu đó ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 154 triệu. Ở Hà Nội là 185 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 174 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 154, ở Hà Nội là 185 và thành phố Hồ Chí Minh là 174 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là phiên bản Premium, phiên bản đắt tiền nhất. Bây giờ mình sẽ sang phiên bản thứ hai là phiên bản thấp tiền nhất của Mazda 2 Sedan, phiên bản 1.5 AT thường. Và đây là một phiên bản được rất nhiều người quan tâm chú ý, vì thực tế tầm tiền của nó cũng chỉ ngang với cả Morning, ngang với cả i10 hay Wigo thôi. Trong khi đó với tầm giá đó, chúng ta có Mazda 2 Sedan 1.5 AT cũng là số tự động, nền tảng khung gầm phân khúc cỡ B đi nó chắc chắn. Và đây là một chiếc xe rất là tiết kiệm nhiên liệu. Giá niêm yết đề xuất là 408 triệu đồng và đại lý hiện tại đang linh động giảm thêm về tiền mặt trong dịp cuối tháng 7. Sau khi trừ linh động đó, lăn bánh ở tỉnh tại thời điểm này là 447 triệu. Ở Hà Nội là 479 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 467 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 447, ở Hà Nội là 475 và thành phố Hồ Chí Minh là 467. Giá lăn bánh này cũng chỉ ngang với cả i10 phiên bản AT hatchback bản đủ thôi anh chị ạ. Trả góp của nó thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 126 triệu. Ở Hà Nội là 155 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 146 anh chị nhá. Ở tỉnh là 126, ở Hà Nội là 155 và thành phố Hồ Chí Minh là 146 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Sang phiên bản thứ ba mà mình cập nhật, đó là Mazda 2 Sedan 1.5 AT Luxury. Bản Luxury là phiên bản ở giữa nhé. Bản này đang có mức giá niêm yết đề xuất, mình nhớ thời điểm trước là 509 triệu đồng. Sau một quãng thời gian thì bây giờ nó còn có 484 thôi anh chị ạ. Giá niêm yết mới có 484, đâu đó là hạ 25 triệu. Và tại đại lý dịp cuối tháng 7 này lại còn tiếp tục linh động giảm thêm về tiền mặt nữa. Sau khi trừ đi lăn bánh ở tỉnh, tốt nhất của bản Luxury này là 529 triệu.
ở Hà Nội là 557 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 549 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 529, ở Hà Nội là 557 và thành phố Hồ Chí Minh là 549. Còn nếu như mà chúng ta mua trả góp bản Luxury này thì đâu đó ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 148, ở Hà Nội là 178 và thành phố Hồ Chí Minh là 168 anh chị nhá. Tỉnh là 148, ở Hà Nội là 178 và thành phố Hồ Chí Minh là 168 theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn, 3 sự điều chỉnh về giá, về niêm yết của Mazda 2 Sedan. Nếu như mà muốn xem xe, muốn lái thử, trải nghiệm thực tế về chiếc xe này, nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, thế còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.